Chào các bạn nha, hiện tại mình đang có mặt tại vườn hoa Thanh Bình thuộc xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Cái địa điểm này gần đây được rất là nhiều người tới check in và bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng khám phá các cái loài hoa ở cái vườn hoa Thanh Bình này. Ở đây mình thấy có rất là nhiều loài hoa, mình thì thích hoa thôi chứ tên thì mình cũng không có rành lắm. Ở đây mình biết được cái loài hoa này là hoa cúc nè. Nani? Ở đây có một cái hồ sen các bạn. Hồ sen có một cái cầu để mình có thể đứng trên cầu mình chụp hình. Phía xa xa kia là hoa hướng dương. Trong cái khu vườn này người ta có bố trí các cái địa điểm để mình có thể chụp hình cho nó đẹp nè.